cháu gái nói chuyện vai đó lúc nửa đêm, bà cho lắp đặt camera an ninh rồi kinh hãi với hình ảnh nó ghi lại được. Đó là câu chuyện của một người phụ nữ đến từ thành phố Las Vegas. Câu chuyện bắt đầu khi cháu của người này nằm ngủ trong củi riêng được đặt trong phòng. Theo thông tin trên camera, sự việc xảy ra lúc 3 giờ sáng ngày 7 tháng 1 năm 2021. Máy quay đã ghi lại được hình ảnh của một nhân vật kỳ bí nào đó, thường xuất hiện trong những bộ phim về ma quỷ mà chúng ta vẫn thường xem. Theo mô tả của bà mẹ năm con Tori, nhân vật này có sừng với móng tay dài, nó đứng khom lưng, khủy chân, đôi tay dài với móng tay dài, chỉ cách gũi của hai đứa trẻ vài bước chân khiến cho anh nhìn thấy cũng cảm thấy sợ gây óc. Sự việc lần này không phải là chuyện kỳ lạ đầu tiên xảy ra trong gia đình con trai chị Ryan. Họ cho biết trước kia, họ đã từng ghi lại được hình ảnh những quả cầu bay lượn trong phòng của bọn trẻ một cách khó hiểu. Chị Tori cho biết, căn nhà mà con trai và các cháu của chị đang sống đã được xây dựng được khoảng hơn 20 năm. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị đã rất sợ hãi và lên Facebook cầu cứu mọi người. Có một số ý kiến cho rằng khi gia đình mới có một em bé nào đó thì các thành viên đã mất trong gia đình thường xuất hiện để nhìn em bé mới ra đời. Hiện câu chuyện của chị Tori vẫn đang gây ra sự tranh cãi xôn xao trên mạng xã hội.